Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Urbain Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối, một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sau Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian: dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra.
Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bể mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó.
giống như quả bóng côn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn, và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạc được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Princip thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn, vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là graviton. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được.
Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn để những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003, đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao thủy và mặt trời tới 90 lần. Và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức gần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm, nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường chuyển laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời, một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico, đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1 đến 2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1 phần 10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây
đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian, trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó có hàng kho vật chất. Các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng. Ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra
và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối
là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Zsa Divali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này, dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả. Nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương, Light Thompson, nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ, trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trưởng thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trưởng thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất
thường được coi là không đáng kể, sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ, và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi, hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng, và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Urbain Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối, một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sau Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su, tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này,
Tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian, dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác, và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bề mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ.
như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng, và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng, và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng côn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn, và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Principe thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn, vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu.
các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là graviton. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn đến những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003 đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao Thủy và mặt trời tới 90 lần, và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chỉ ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý
đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức cần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường chuyển laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời, một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1-2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1/10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian, trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó có hàng kho vật chất, các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng
đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nên vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng. Ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian, đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ.
lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể, giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Ra Diwali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này. Dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả, nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương Light Thompson nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ.
trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trường thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trường thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Urbain Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối. Một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên.
việc phát hiện thành công sao Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian, dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác. Và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này, như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng, chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi, đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bể mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng
không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng gôn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Princip thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao.
nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là Gray vi thông. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn đến những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km
và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003 đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao Thủy và mặt trời tới 90 lần, và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng, và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức gần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường chuyển laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời. Một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico, đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1-2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1/10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian, trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều,
thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó có hàng kho vật chất. Các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng. Ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta.
Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu, mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể, giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ, và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Ra Divali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm.
vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DCP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất, và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này, dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả. Nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương Blythe Tombaugh nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ, trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trưởng thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ, và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trưởng thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ,
và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi, hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng, và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Aubin Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối. Một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sau Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian: dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên, sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển.
cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác. Và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này, như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng, chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bể mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton.
Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng, và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng côn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn, và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Princip thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn, vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là graviton. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng.
Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn để những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003, đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao thủy và mặt trời tới 90 lần, và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng, trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng, và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức cần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường chuyển laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời. Một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico, đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ,
thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1 đến 2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1 phần 10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian, trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều, thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó, có hàng kho vật chất. Các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng.
ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối, và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ
và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Zsa Divali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này. Dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả. Nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương, Light Tompaul, nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ, trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trưởng thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trưởng thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian
trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ, và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi, hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng, và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Urbain Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối. Một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sau Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn
rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian, dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác. Và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này, như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng, chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi, đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bề mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng
ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng, và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng, và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng côn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn, và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Principe thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất,
thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện tử tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn, vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện tử và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là gravitông. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạ nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn đến những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003 đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao Thủy và mặt trời tới 90 lần, và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng, và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7 mm mỗi ngày,
tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao sung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao sung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức gần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường chuyển laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời. Một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico, đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1-2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1/10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian, trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu tân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu tân tinh ở xa hơn rất nhiều thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu tân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học.
Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó có hàng kho vật chất. Các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng. Ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau. Vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách
mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể, giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, Ra Diwali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này. Dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả,
nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương Light Thompao nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ, trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trưởng thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trưởng thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học. Hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học
Aubin Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối, một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sao Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su, tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian, dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác. Và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này, như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng, chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi, đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn
mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bề mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín, không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó. Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng gôn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Princip thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp
khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán. Đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là graviton. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả graviton. Lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn đến những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau,
các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003 đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao Thủy và mặt trời tới 90 lần, và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những phép thử hiện đại đối với thuyết tương đối rộng tập trung vào kiểm tra nguyên lý tương đương, với hy vọng tìm thấy sự khác biệt giữa cách tác động của lực hấp dẫn với gia tốc phi trọng trường. Nguyên lý tương đương chỉ đúng trong thuyết tương đối rộng. Theo lý thuyết dây và những lý thuyết khác đang được nghiên cứu nhằm hợp nhất lực hấp dẫn với các lực khác, sự tương đương chỉ ở mức gần đúng, có nghĩa là với những đo đạc đủ nhạy, ta có thể tìm ra sự sai lệch. Một trong những thí nghiệm triển vọng nhất đã được thực hiện trong hơn 40 năm nhờ vào các sứ mệnh Apollo đổ bộ xuống mặt trăng. Nó có tên là đường truyền laser đến mặt trăng. Mặt trăng cung cấp cho chúng ta một phòng thí nghiệm lực hấp dẫn tuyệt vời, một khối vật chất thí nghiệm khổng lồ đủ gần trái đất để có thể tiếp cận. Trong quá trình quan sát, các nhà thiên văn học tại đài quan sát đỉnh Apache, bang New Mexico, đã bắn một chùm tia laser cực mạnh về phía mặt trăng. Họ ngắm bắn vào các bia phản xạ có kích cỡ bằng chiếc vali được đặt trên bề mặt mặt trăng sau 3 chuyến đổ bộ Apollo và 2 chuyến đổ bộ của người Nga. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại, bởi cứ 300 triệu tỷ tia sáng các nhà thiên văn học bắn lên mặt trăng thì chỉ có 5 tia quay trở về các kính viễn vọng của đài quan sát. Số tia còn lại hoặc biến mất trong khí quyển trái đất, hoặc được bề mặt mặt trăng hấp thụ thay vì đến đúng các tấm phản chiếu, hoặc dội ngược lại vào không gian theo hướng nào khác. Từ số lượng ít ỏi các tia sáng quay lại, các nhà thiên văn học đã đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác đến mức chỉ sai lệch 1 đến 2 cm, và điều này cho phép họ tính toán rằng mặt trăng đang chuyển động đúng theo lý thuyết của Einstein, chỉ sai lệch 1 phần 10.000 tỷ. Do vậy, thuyết tương đối rộng vẫn đứng vững. Những nâng cấp thiết bị mặt đất gần đây đã giúp việc đo đạc chuyển động của mặt trăng chính xác tới từng mm. Nhờ đó mà thuyết tương đối rộng được đặt vào những phép thử, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn, và các nhà vật lý thì vô cùng nóng lòng chờ kết quả. Nhưng cho đến nay, lý thuyết của Einstein vẫn vô cùng chính xác, thậm chí có thể nói là chính xác đến đáng thất vọng, bởi những yêu cầu của thuyết tương đối rộng lại ngăn chặn tiến trình mà người ta tin rằng sẽ giúp nhân loại hiểu sâu sắc hơn về vũ trụ. Những quan sát gần đây đã đưa đến giả thuyết rằng vũ trụ chứa đầy một năng lượng mới bí ẩn, áp đảo đến mức chiếm tới 3/4 tổng khối lượng và năng lượng được biết đến trong không gian. Các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối, với mong muốn tìm hiểu nó thực sự là gì. Từ thuở hồng hoang, ở một thiên hà xa, rất xa, một ngôi sao đã trở thành siêu tân tinh. Ánh sáng từ vụ nổ này chuyển đi hàng tỷ năm trong không gian,
trước khi một phần rất nhỏ của nó chạm đến kính viễn vọng trên trái đất vào cuối những năm 1990 và thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ. Ban đầu, việc quan sát có vẻ hơi kỳ lạ vì siêu thân tinh có phần mờ nhạt hơn so với dự kiến của các nhà thiên văn. Họ không mấy để ý bởi cho rằng tính toán của mình nhầm lẫn ở đâu đó. Nhưng khi quan sát các siêu thân tinh ở xa hơn rất nhiều thì sự sai lệch liền lặp lại. Và thứ khởi đầu là một món đồ cổ khoa học đã biến thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự hiểu biết ngày nay của chúng ta về vũ trụ. Các siêu thân tinh hé lộ về năng lượng tối đang được hai nhóm thiên văn học độc lập sử dụng để đo tỷ lệ giãn nở của vũ trụ sơ khai. Sau đó, họ lên kế hoạch so sánh tỷ lệ đó với tỷ lệ giãn nở được đo đạc tỉ mỉ của vũ trụ ngày nay và tính toán mức độ chậm lại của quá trình giãn nở này. Tất cả các nhà thiên văn học tin rằng tốc độ giãn nở trong quá khứ lớn hơn bởi vì lực hấp dẫn của các thiên thể làm nó chậm lại. Nhưng khi hoàn thành việc tính toán, các nhóm hoàn toàn bất ngờ. Tốc độ giãn nở trong quá khứ thấp hơn so với hiện nay. Giãn nở vũ trụ không hề chậm lại mà đang tăng tốc. Khi các nhà nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn, những quan sát của họ đưa đến kết luận rằng một số dạng lực phản hấp dẫn đã hoạt động khắp không gian và đang đẩy các thiên thể ra xa nhau. Tạp chí khoa học danh tiếng Science đã vinh danh khám phá này là đột phá của năm vào năm 1998. Khi các nhà thiên văn học đã quen với ý tưởng mới, họ chào đón tốc độ giãn vũ trụ đang tăng tốc vì nó đem lại một lời giải tiềm năng cho vô số các quan sát vô nghĩa đã tích lũy được. Những năm 1990 là thời kỳ phân đôi của vũ trụ học. Một mặt, lý thuyết vụ nổ lớn không còn bị nghi ngờ quá mức nữa. Nhưng mặt khác, những quan sát khó hiểu đang bắt đầu tấn công hiểu biết căn bản của chúng ta về vũ trụ. Đã từng có cuộc khủng hoảng tuổi vũ trụ. Theo đó, một số thiên thể đã được đo đạc còn già hơn chính vũ trụ. Rõ ràng là điều không thể. Sau đó có hàng kho vật chất. Các nghiên cứu về bức xạ nền vi sóng đã chỉ ra cho các nhà thiên văn học rằng sự phân bố vật chất và năng lượng chỉ 380.000 năm sau vụ nổ lớn là một hỗn hợp cân bằng tuyệt hảo, không tạo ra độ cong tổng thể của kết cấu không thời gian, một trạng thái gọi là vũ trụ phẳng. Khối lượng riêng trong một vũ trụ phẳng tương đương với trung bình từ 10 đến 26 kg mỗi mét khối. Mặc dù rất nhỏ, nhưng các nhà thiên văn học luôn thất bại trong việc đạt đến con số này, dù đã thêm vào mọi thứ có thể nhìn thấy trong vũ trụ. Những phân tích chi tiết về các bản ghi nền vi sóng lần này được lấy từ tàu vũ trụ đã xác nhận sự thiếu hụt khối lượng. Khối lượng vật chất tuy lớn vậy, nhưng chỉ đáp ứng 4% khối lượng cần thiết cho một vũ trụ phẳng. Ngay cả khi các nhà thiên văn học tính đến tất cả các vật chất tối giả định để giữ các cụm thiên hà lại với nhau và làm cho các thiên hà quay chính xác, họ vẫn chỉ đạt đến 26% khối lượng riêng cần thiết. Việc phát hiện ra quá trình giãn nở đang tăng tốc không chỉ xử lý khủng hoảng tuổi tác bằng cách khiến vũ trụ trông trẻ hơn so với thực tế, mà còn cho các nhà vũ trụ học một phương pháp san phẳng vũ trụ. Một trong những kết luận sớm nhất mà Einstein rút ra từ thuyết tương đối hẹp là khối lượng và năng lượng có thể thay thế lẫn nhau. Về mặt toán học, ông đã nghiên cứu các tác động của việc đặt năng lượng vào không gian và nhận thấy nó gây ra độ cong của môi trường không thời gian liên tục, giống như khối lượng. Ông gọi năng lượng xuất hiện tự nhiên trong không thời gian là hằng số vũ trụ. Nó tồn tại giống như năng lượng trong một cốc nước ở nhiệt độ phòng. Năng lượng này tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng phải bị loại bỏ trước khi nước có thể đóng băng. Nghiên cứu trước khi Edwin Hubble phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, Einstein đã tính toán lượng năng lượng, giá trị hằng số vũ trụ cần có trong không thời gian đủ để chống lại tất cả lực hấp dẫn do các thiên thể khác nhau tạo ra và ngăn chặn vũ trụ sụp đổ. Khi Einstein biết Hubble đã phát hiện ra không gian đang giãn nở, ông cho rằng hằng số vũ trụ của mình là thừa thãi và gọi đó là sai lầm lớn nhất của bản thân. Tuy nhiên, nhận thức về vũ trụ đang tăng tốc giãn nở đã khiến các nhà thiên văn học nghĩ rằng rốt cuộc có thể tồn tại năng lượng vô hình trong không thời gian. Nếu chân không vũ trụ chứa đủ năng lượng, nó sẽ vượt qua lực hấp dẫn giữa các thiên thể và thúc đẩy tốc độ vũ trụ giãn nở tăng không ngừng. Các nhà vật lý thường gọi đây là năng lượng chân không, còn các nhà thiên văn học gọi nó là năng lượng tối để nhấn mạnh bản chất bí ẩn của nó. Mặc dù nghe có vẻ giống với vật chất tối và thực sự một số nhà nghiên cứu đang cố gắng tìm mối liên kết giữa hai loại, nhưng hầu hết đều tin rằng chúng không liên quan đến nhau vì chúng hoạt động ở quy mô khác nhau.
vật chất tối được đề xuất để giải đáp về chuyển động của các thiên hà. Năng lượng tối được viện dẫn để trả lời về sự giãn nở đang tăng tốc của toàn vũ trụ. Để giải thích cho sự tăng tốc giãn nở theo quan sát, chỉ cần mật độ năng lượng tối rất thấp. Đó có thể là lý do chúng ta không thấy tác động của nó ở quy mô vũ trụ nhỏ. Ví dụ trong hệ mặt trời hay thậm chí toàn bộ thiên hà ngân hà của chúng ta. Chỉ khi có một khoảng không gian rộng lớn nằm giữa một vật thể ở xa và chúng ta, hiệu ứng tích lũy của năng lượng tối mới trở nên rõ ràng. Khi tính tổng số lượng trên toàn bộ vũ trụ, năng lượng tối trở nên áp đảo, chiếm khoảng 3/4 khối lượng và năng lượng trong vũ trụ, khiến không gian gần như phẳng hoàn hảo. Lý thuyết Einstein sử dụng một hằng số vũ trụ như năng lượng tối, không đề cập năng lượng này đến từ đâu, mà chỉ tính toán tác động khi nó đã ở đó. Trong những năm kể từ khi phát hiện ra vũ trụ đang giãn nở, mọi nỗ lực để giải thích hằng số vũ trụ dương đều gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là rất khó để tạo nên một hằng số vũ trụ từ vật lý hiện tại. Một phần của vật lý hiện tại thậm chí còn được thiết kế đặc biệt để loại bỏ nó. Trong khi lý thuyết lượng tử thực sự đã dự đoán một hằng số vũ trụ khổng lồ 10 mũ 120 lần, lớn hơn cả con số được suy ra từ tốc độ giãn nở đang tăng lên của vũ trụ. Lý thuyết siêu đối xứng được tạo ra để giảm con số này xuống bằng không. Với một loạt các hạt hình ảnh phản chiếu được đề xuất, nó đã loại bỏ hoàn toàn hằng số vũ trụ. Nhưng lý thuyết siêu đối xứng đã được phát triển trước khi có đề xuất về sự tồn tại của năng lượng tối. Nếu năng lượng tối là hằng số vũ trụ của Einstein, thì chúng ta sẽ phải loại bỏ lý thuyết siêu đối xứng hoặc sửa đổi nó theo cách mà hiện tại chưa ai nghĩ ra. Khi đối mặt với sự lựa chọn này, các nhà khoa học đã tìm kiếm những lời giải khác về năng lượng tối. Đề xuất tiếp theo của họ là lực thứ 5, khác với hằng số vũ trụ vì nó không phải là năng lượng chân không mà là một loại lực giải mới. Các nhà vật lý đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu sự khác biệt của các lực tự nhiên và tin rằng chỉ có 4 lực tác động chi phối vũ trụ: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Đôi khi người ta còn đề xuất về lực thứ 5 trong tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khẳng định. Nhưng hiện nay, quá trình giãn nở tăng tốc đã tăng khả năng chứng minh về một loại lực mới có thể đang điều khiển vũ trụ. Tên gọi lực thứ 5 nhằm tôn vinh nguyên tố thứ 5 tạo nên các thiên thể của người Hy Lạp cổ đại và có một đặc tính mà hằng số vũ trụ không có, tính biến thiên. Trong khi hằng số vũ trụ giống nhau ở mọi nơi, thì về nguyên tắc, lực thứ 5 có thể thay đổi theo thời gian và từ nơi này sang nơi khác, khiến nó linh hoạt hơn nhiều. Một số phiên bản khác nhau của lý thuyết lực thứ 5 đã được đưa ra. Mỗi phiên bản tùy thuộc vào tốc độ biến đổi của lực tương ứng theo thời gian. Phiên bản lực theo dấu phụ thuộc chặt chẽ vào mật độ vật chất và năng lượng trong vũ trụ để dần tạo nên gia tốc theo thời gian. Phiên bản cực đoan nhất là năng lượng bóng ma, hình thành một cách khó hiểu, khiến sự giãn nở ngày càng nhanh hơn cho đến khi vũ trụ tự xé thành từng mảnh. Vì là một lực, lực thứ 5 dự kiến sẽ được tạo ra bởi chính các thiên thể, cũng giống như cách mà lực điện từ hoặc lực hấp dẫn được tạo ra. Điều này tạo ra một môi trường lực tổng thể, giúp tăng tốc độ giãn nở của vũ trụ trên quy mô rộng lớn nhất. Ở quy mô nhỏ hơn, nó cũng sẽ tạo ra một lực giữa các thiên thể riêng lẻ, và do đó khiến chúng di chuyển xung quanh, giống như lực hấp dẫn. Nói cách khác, nếu lực thứ 5 tồn tại, chúng ta nên thấy rằng các chuyển động không thể giải thích bằng lực hấp dẫn. Một số chuyển động dị thường đã được giải thích bằng cách viện dẫn vật chất tối hoặc động học Newton sửa đổi. Và một số ít nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực xem liệu những chuyển động này có phải do lực thứ 5 gây ra không. Từ đó giải thích cả ảnh hưởng của vật chất tối và năng lượng tối là những biểu hiện khác nhau của lực thứ 5. Hầu hết đều tin rằng hai hiện tượng này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nhưng thật oái oăm khi phải tìm một dạng thức của lực thứ 5 có thể tăng tốc vũ trụ mà các thiên thể riêng lẻ không bị ảnh hưởng. Vì vậy, một số nhà vật lý đang suy nghĩ, thay vì thêm một lực tự nhiên mới, giải pháp có thể là điều chỉnh một loại lực cũ. Có lẽ sẽ xuất hiện tính chất bất thường của lực hấp dẫn ở khoảng cách khổng lồ, điều mà thuyết tương đối rộng của Einstein không dự đoán được. Hóa ra, điều chỉnh lực hấp dẫn cũng khó như làm cho lực thứ 5 vận hành. Những điều chỉnh để tạo gia tốc trên quy mô lớn thường dẫn đến những thay đổi trên quy mô nhỏ hơn, ảnh hưởng khá rõ rệt đến chuyển động của các hành tinh. Với thiết bị kỹ thuật tốt nhất, chúng ta không quan sát được những tác động như vậy. Các chuyển động hành tinh đều được lý giải chính xác thông qua thuyết hấp dẫn Newton hoặc thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên,
Sadivali, một nhà lý thuyết người Mỹ, đã phát triển lý thuyết hấp dẫn sửa đổi của mình và đặt tên là DGP. Theo đó, các hạt mang trọng lực là graviton, giả thuyết có khối lượng nhỏ và do đó chuyển đi lực hấp dẫn vào không thời gian. Để tạo ra gia tốc quan sát được của vũ trụ, lực hấp dẫn DGP cho phép các graviton phân rã với chu kỳ bán rã 15 tỷ năm. Vì các graviton dần biến mất, kết thúc giữa các vũ trụ song song, nên độ lớn lực hấp dẫn giữa các vật thể giảm xuống và sự giãn nở vũ trụ tăng tốc. Hoạt động này làm thay đổi quỹ đạo của mặt trăng khoảng 1mm mỗi năm, và việc phát hiện con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của các thí nghiệm đo khoảng cách mặt trăng bằng tia laser hiện nay. Nếu chúng không thể hiện gì trên thang đo này, thì lực hấp dẫn DGP không thể đúng. Có lẽ cách giải thích kỳ quặc nhất và cũng bảo thủ đến ngược đời nhất về năng lượng tối là lật ngược giả định đã ăn sâu vào ngành vũ trụ học, đến nỗi hầu hết mọi người đã quên nó là một giả định. Đó là nguyên lý vũ trụ. Về cơ bản cho rằng, nếu xem xét trên quy mô đủ lớn, thì không có định hướng hay địa điểm trong vũ trụ nào được ưu ái hơn. Theo ngôn ngữ thiên văn học, vũ trụ là đồng nhất và đẳng hướng, nghĩa là sở hữu cùng thành phần, tính chất và đồng nhất theo mọi hướng. Alexander Friedman đã giới thiệu nguyên lý vũ trụ vào năm 1923 để giải các phương trình của thuyết tương đối rộng. Sử dụng giả định này, Friedman hẳn đã nghĩ về vũ trụ như một không gian chứa đầy chất lỏng đồng nhất, và nhờ đó cho phép các nhà vũ trụ học sơ khai nghiên cứu thuyết tương đối và dự đoán về vụ nổ lớn. Kể từ thời điểm đó, các nhà vũ trụ học đã neo vào ý tưởng này, dù đã tìm thấy các khu vực khác trong vũ trụ có mật độ vượt trội hơn cả. Nhận thức về các cấu trúc lớn hơn trong vũ trụ bắt đầu có từ những năm 1937, khi người phát hiện ra sao Diêm Vương Blythe Tombaugh nghiên cứu 30.000 thiên hà và khám phá ra nhiều cấu trúc lớn hơn trong các cụm thiên hà. Ông cũng quan sát thấy những khoảng không khổng lồ dường như trống rỗng thiên hà. Các cụm và khoảng trống tạo nên các biến thể về mật độ không tương thích với nguyên lý vũ trụ, trừ khi người ta nhìn vào quy mô lớn hơn để tính mức trung bình của các biến thể mật độ này. Tuy nhiên, càng quan sát kỹ hơn, các nhà thiên văn học dường như càng tìm thấy nhiều cấu trúc hơn. Và đến nay, chúng ta biết được rằng các cụm thiên hà tập hợp lại với nhau để tạo thành các siêu cụm trải rộng khắp không gian, kéo dài hàng trăm triệu năm ánh sáng. Ví dụ đầu tiên về cấu trúc kỳ vĩ như vậy được quan sát vào năm 1989, được mệnh danh là vạn lý trưởng thành của các thiên hà, dài khoảng 500 triệu năm ánh sáng và rộng khoảng 200 triệu năm ánh sáng, nhưng chỉ sâu khoảng 15 triệu năm ánh sáng. Điều này đã thúc đẩy một giai đoạn khảo sát rầm rộ vào những năm 1990, khi các nhà thiên văn học sử dụng mọi công cụ mạnh nhất để ghi lại đồng thời ánh sáng phát ra từ hàng chục, thậm chí hàng trăm thiên hà. Họ đã thực hiện hàng trăm ngàn quan sát, đủ để đưa ra một bức tranh đáng tin cậy về cách các thiên hà phân bố khắp vũ trụ, và nhận thấy chỉ trên quy mô lớn hơn 300 triệu năm ánh sáng thì vũ trụ mới được coi là tuân theo nguyên lý vũ trụ. Và những phát hiện mới hơn thậm chí còn hoài nghi về điều này. Vào năm 2003, một bức vạn lý trưởng thành thiên hà khác đã được tìm thấy. Trên thực tế kỳ vĩ hơn nhiều vì nó trải dài hơn 1,37 tỷ năm ánh sáng trong không gian. Thậm chí gần đây còn xuất hiện dấu vết về một khoảng trống khổng lồ trong không gian trên dữ liệu bức xạ nền vi sóng. Đó là một vùng lạnh có đường kính khoảng 1 tỷ năm ánh sáng. Các quan sát của kính viễn vọng vô tuyến sau đó đã xác nhận việc khan hiếm thiên hà trong dải không gian rộng lớn này, lớn hơn khoảng 40 lần so với bất kỳ khoảng trống nào. Hiện tại không có lời giải thích cho những quan sát này. Nếu chúng ta từ bỏ hoàn toàn nguyên lý vũ trụ và thừa nhận rằng không thể coi vũ trụ tương đối giống nhau ở khắp mọi nơi, thì một số tác động do thuyết tương đối rộng đề xuất thường được coi là không đáng kể sẽ ngày càng trở nên quan trọng. Ít nhất, chúng ta nên kỳ vọng tốc độ giãn nở của các thiên hà sẽ khác nhau ở những khu vực khác nhau. Người ta cho rằng có thể chúng ta nằm trong khu vực mật độ thấp của vũ trụ. Nếu đúng vậy, thì vũ trụ dường như đang thực sự tăng tốc vì vùng bong bóng cục bộ của chúng ta sẽ giãn nở nhanh hơn một chút so với các khu vực xung quanh. Vấn đề là nếu giả định về tính đồng nhất bị từ bỏ và chúng ta chấp nhận sự phân bố vật chất phức tạp hơn từng nghĩ, các phương trình toán học của thuyết tương đối rộng sẽ không thể giải được. Vậy chúng ta phải tiếp tục như thế nào? Cách duy nhất để lựa chọn một trong bốn phương án gồm hằng số vũ trụ, lực thứ năm bí ẩn, lực hấp dẫn hiệu chỉnh hoặc vũ trụ phức hợp là tiến hành các khảo sát quy mô lớn hơn và sâu hơn về các thiên hà. Các cuộc khảo sát dường như không được coi là phần thú vị nhất khi làm khoa học.
hầu hết chúng chỉ là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc tìm kiếm các đối tượng thú vị khi nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng trong quá trình tìm kiếm năng lượng tối, các cuộc khảo sát là thiết yếu bởi vì các thiên hà giống như những chiếc lá trôi nổi trên đại dương vũ trụ. Chúng di chuyển vòng quanh nhờ lực hấp dẫn và sự giãn nở của vũ trụ. Chúng ta càng nhìn sâu vào không gian, sự giãn nở càng lấn át các chuyển động riêng lẻ, và đó là chuyển động của đại dương vũ trụ mà chúng ta quan tâm. Những quan sát hệ thống về nơi không gian vươn xa nhất cho phép các nhà thiên văn học đo được gia tốc giãn nở tại các điểm khác nhau trong lịch sử vũ trụ. So sánh các gia tốc này sẽ cho biết liệu gia tốc có tăng lên hay không đổi, hoặc có thể tăng đột ngột vào một thời điểm quan trọng nào đó. Hy vọng điều này sẽ tiết lộ bản chất của thành phần bí ẩn chi phối vũ trụ mà ngày nay chúng ta gọi là năng lượng tối. Albert Einstein là một trong những tượng đài khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử. Thuyết tương đối rộng của ông đã lấp đầy những lỗ hổng trong công trình của Newton và đã mô tả được lực hấp dẫn là gì. Thuyết tương đối rộng bác bỏ quan niệm cho rằng đó là một lực. Nhưng nếu lực hấp dẫn không phải là một lực, vậy nó là gì? Einstein bị hấp dẫn bởi những bóng ma xuất hiện trong thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton trong suốt thế kỷ 19, khi những đo đạc dẫn chính xác hơn. Những nhà thiên văn học lập bản đồ các hành tinh đã quan sát thấy sao Thủy và sao Thiên Vương liên tục trượt ra khỏi quỹ đạo được dự đoán theo công thức toán học của Newton. Ban đầu, họ cho rằng những hành tinh chưa được phát hiện đang kéo theo những hành tinh lạc lối ra khỏi quỹ đạo của chúng, và họ đã đúng với trường hợp sao Thiên Vương. Vào ngày 23 tháng 9 năm 1846, sao Hải Vương được tìm thấy ở vị trí gần đúng vị trí mà nhà thiên văn học Urbain Le Verrier của Đài Thiên văn Paris đã tính toán. Đây là lần đầu tiên một thiên thể được dự đoán tồn tại thông qua tính toán. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên các nhà thiên văn học đề xuất về sự tồn tại của một mẩu vật chất tối, một thứ gì đó chưa từng được trông thấy và chỉ lộ diện thông qua ảnh hưởng của lực hấp dẫn mà nó tác động lên các thiên thể khác gần bên. Việc phát hiện thành công sau Hải Vương đã làm dấy lên nhiều hoạt động nhằm tìm ra hành tinh nào đó mà người ta tin chắc rằng đang kéo sao Thủy ra khỏi quỹ đạo của nó. Các nhà thiên văn học chắc chắn về sự tồn tại của một hành tinh nằm giữa sao Thủy và mặt trời, đến nỗi họ thậm chí còn đặt tên nó là Vulcan. Tuy nhiên, chẳng có hành tinh Vulcan nào cả. Thay vào đó, dịch chuyển của sao Thủy là do một tác động khác của lực hấp dẫn mà học thuyết của Newton không đề cập đến. Chỉ khi Einstein tìm cách lý giải bản chất của lực hấp dẫn thì ông mới tình cờ tìm được lý do xác đáng cho chuyển động của sao Thủy. Khái niệm môi trường không thời gian liên tục chính là minh chứng cho sự thông tuệ vĩ đại của Einstein. Nói theo cách dễ hình dung hơn thì nó là một mảnh vải trải rộng khắp không gian theo mọi hướng và trùm lên cả thời gian như một chiều thứ tư. Trong học thuyết về lực hấp dẫn của Newton, cả không gian và thời gian đều được coi như những khuôn khổ cứng nhắc, tuyệt đối, bất biến và là hai khái niệm hoàn toàn tách rời. Theo thuyết tương đối rộng, không gian và thời gian tạo nên một môi trường liên tục, linh hoạt, có thể kéo giãn và bẻ cong khi có sự hiện diện của vật chất và năng lượng. Vùng cong không thời gian tác động lên cả thời gian và không gian, dẫn tới vô số hệ quả phức tạp, ví dụ sự giãn nở thời gian. Einstein đã dùng ý tưởng về môi trường không thời gian liên tục để giải thích lực hấp dẫn, rằng nó là hiệu ứng được sinh ra do sự bẻ cong không thời gian khi xuất hiện vật chất. Hãy tưởng tượng một tấm cao su treo lơ lửng, trên đó đặt một vật nặng. Vật nặng làm võng tấm cao su tạo thành một hõm lún. Bất kỳ vật nào nhỏ hơn đặt gần xung quanh cũng sẽ lăn xuống hõm đó, quay tròn và cuối cùng va chạm với vật nặng. Điều này tương tự như cách lực hấp dẫn hoạt động. Theo kịch bản này, tấm cao su hai chiều đóng vai trò tương tự môi trường liên tục bốn chiều của không gian và thời gian. Có một câu nói thường được trích dẫn là vật chất cho không thời gian biết phải uốn cong thế nào, còn không thời gian cho vật chất biết phải chuyển động ra sao. Vậy thì đâu là chỗ uốn cong trong vũ trụ của chúng ta? Thật khó mà giải thích điểm này theo học thuyết. Chỗ cong phải nằm đâu đó trong chiều không gian mà chúng ta không thể nào cảm nhận trực tiếp. Chúng ta chỉ quen với ba chiều không gian: dài, rộng và cao. Einstein đã tính thời gian thành chiều thứ tư và hơn thế còn yêu cầu chúng ta chấp nhận rằng chỗ uốn cong của không gian tạo ra lực hấp dẫn lại xảy ra ở một chiều không thời gian khác. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng chiều thứ tư này, nhưng chúng ta cảm nhận nó như một lực tác động lên mình và gọi là lực hấp dẫn. Nó không hề xa lạ như khi chúng ta mới nghe nói đến. Trên thực tế, nó khá giống với lực ly tâm, hiệu ứng tạo ra khi xoay vòng
mà chúng ta đã đề cập lần đầu tiên trong nội dung về sự hình thành của hành tinh. Khi ở trên một chiếc ô tô đang bẻ lái gấp, lực ly tâm sẽ khiến chúng ta cảm thấy dường như mình bị kéo ra ngoài. Mặc dù cảm thấy giống như có một lực nào đó đang kéo chúng ta ra khỏi xe, nhưng đó thật ra chỉ là ảo giác do quán tính tạo nên. Sự kháng cự của cơ thể khi bị thay đổi hướng di chuyển. Cơ thể chúng ta muốn tiếp tục di chuyển về phía trước theo đường thẳng, nhưng chiếc xe lại kéo chúng ta theo một hướng khác. Và chúng ta cảm nhận được sự thay đổi này như thể đó là một lực tác động lên mình. Hãy tưởng tượng chiếc ô tô được điều khiển từ xa và cửa sổ thì được che kín. Giờ thì ta không thể căn cứ vào không gian bên ngoài để phán đoán chuyển động của mình. Chiếc xe được bẻ lái mà chúng ta không hề hay biết. Ở bên trong, ta không thể thấy mình đang rẽ, mà chỉ cảm nhận được lực ly tâm đang kéo mình văng ra. Cách này thường được áp dụng để tạo cảm giác mạnh cho trò chuyến tàu ma ở khu vui chơi, khi khoang tàu ta đang ngồi đột ngột chuyển hướng ở một khúc cua bất ngờ. Tương tự như vậy, theo thuyết tương đối rộng, chúng ta cảm thấy lực hấp dẫn bởi vì chúng ta đang chuyển động theo đường cong của không gian trong một chiều mà chúng ta không thể cảm nhận trực tiếp. Một quan điểm có liên quan và đóng vai trò trung tâm trong thuyết tương đối rộng là nguyên lý tương đương, cho rằng không thể phân biệt trường hấp dẫn với gia tốc. Thậm chí ngay từ thế kỷ 16 và 17, các nhà triết học đã bắt đầu nhận ra sự tương đương này. Galileo Galilei chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật không phụ thuộc vào khối lượng. Ông chứng minh bằng cách lăn những quả bóng có khối lượng khác nhau xuống những đường trượt và nhận thấy chúng luôn chạm đất sau cùng một khoảng thời gian. Ông lý giải chính xác rằng sợi lông vũ rơi lâu hơn viên chì không phải vì có khối lượng nhỏ hơn mà bởi cấu trúc của nó sẽ được không khí nâng lên hơn. Descartes, phi hành gia Apollo, đã chứng minh điều này hết sức đẹp mắt trên mặt trăng vào năm 1971 khi thả một chiếc búa và một sợi lông vũ cùng lúc. Ở nơi không có lực cản không khí, sợi lông vũ rơi cùng tốc độ với chiếc búa nặng hơn nó rất nhiều và cả hai chạm bể mặt trăng cùng một thời điểm. Điều này chứng tỏ rằng không chỉ các vật thể có khối lượng khác nhau mà cả các vật thể có cấu tạo khác nhau cũng đều được gia tốc như nhau do trường hấp dẫn. Nghiên cứu mở rộng của Einstein vào năm 1907 đối với sự tương đương giữa lực hấp dẫn và gia tốc đã được trình bày hoàn hảo bằng một thí nghiệm tưởng tượng rất nổi tiếng liên quan đến chiếc thang máy. Hãy tưởng tượng rằng ta đang ở trong một chiếc thang máy, không gian hoàn toàn kín không có cửa sổ. Khi thang máy đứng im, ở bất kỳ tầng nào thì lực hấp dẫn cũng kéo ta xuống như đứng trên sàn nhà. Nếu ai đó cắt dây cáp, thang máy sẽ rơi và ta đột nhiên thấy mình không có trọng lượng. Bất cứ chuyển động rất nhỏ nào của cơ thể cũng sẽ khiến ta trôi nổi trên mặt sàn, bởi vì ta đang rơi cùng tốc độ với thang máy. Các nhà du hành vũ trụ cũng cảm thấy tương tự khi bay trong quỹ đạo. Bên trong thang máy, ta sẽ tiếp tục trôi nổi cho đến khi chạm đất và thí nghiệm sẽ có kết cục bi thảm. Bây giờ, hãy đưa một thang máy tương tự lên không gian, đủ xa khỏi bất kỳ vật thể nào có lực hấp dẫn. Lần này, ta sẽ cảm thấy mình không trọng lượng bởi chẳng có lực hấp dẫn nào tác động lên ta và ta trôi nổi trong không gian với cùng vận tốc như thang máy. Điều này hoàn toàn tương tự như chiếc thang máy rơi trên trái đất. Nếu bị nhốt ở bên trong, ta sẽ không thể phân biệt được hai hoàn cảnh này. Cuối cùng, hãy tưởng tượng ta gắn một động cơ tên lửa vào đáy của chiếc thang máy trong không gian và khởi động nó. Thang máy tăng tốc, nhưng quán tính lại không muốn ta dịch chuyển. Vì vậy, ta ngã xuống sàn thang máy, rồi sàn thang máy để ta tăng tốc cho đến khi bằng tốc độ của thang máy. Đối với bản thân ta, cảm giác này giống với tác động của lực hấp dẫn khi đứng trong thang máy trên trái đất. Tăng tốc càng nhanh, cảm nhận về lực hấp dẫn càng rõ, như đang trải nghiệm một lực hấp dẫn vô cùng lớn. Trong thực tế, lực này thường được gọi là lực G trên tất cả máy bay hay tên lửa tốc độ cao. Nguyên lý tương đương được gói gọn trong các kết quả của thí nghiệm tưởng tượng về thang máy rằng không thể phân biệt được gia tốc với trường hấp dẫn. Chỉ khi Einstein thừa nhận điều này, thuyết tương đối rộng mới có ý nghĩa. Những dự đoán của ông cũng đồng nhất với lực hấp dẫn theo học thuyết của Newton trong trường hợp lực hấp dẫn yếu, hay theo ngôn ngữ của thuyết tương đối là khi vùng cong không thời gian nông. Tuy nhiên, khi lực hấp dẫn mạnh lên và vùng cong rõ rệt hơn, thuyết tương đối rộng đã bổ sung các điều chỉnh vào cách thức tác động của lực hấp dẫn lên thiên thể. Đây là cách Einstein lý giải về quỹ đạo bất thường của sao Thủy. Không giống các hành tinh khác, sao Thủy ở đủ gần mặt trời to lớn để khiến vùng cong của không gian trở thành một yếu tố quan trọng và chúng ta cần đến thuyết tương đối rộng để tính toán chính xác chuyển động của nó.
Đây là thành công cần nhưng chưa phải là đủ của học thuyết Einstein. Giải quyết một vấn đề đã biết tuy có ý nghĩa quan trọng đối với độ tin cậy của một học thuyết, nhưng kiểm tra học thuyết đó có dự đoán được điều gì hoàn toàn mới hay không mới là bài toán thực sự. Einstein cũng giải được bài toán này. Theo học thuyết của mình, ông biết rằng lực hấp dẫn sẽ bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của Newton. Vấn đề ở chỗ, làm sao ông chứng minh được điều này? Theo Newton, lực hấp dẫn chỉ tác động lên các vật có khối lượng, và vì ánh sáng là một tia năng lượng không có khối lượng, nên ông cho rằng nó có thể xuyên qua trường hấp dẫn mà gần như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Einstein dự đoán rằng ánh sáng phải đi theo đường cong không thời gian, cũng hiển nhiên như các hành tinh và mặt trăng vậy. Những tính toán của ông chỉ ra rằng khi đi qua một trường hấp dẫn, ánh sáng sẽ hơi bị chệch hướng khỏi đường đi ban đầu của nó, giống như quả bóng côn bị chệch hướng khi nó vừa chạm lỗ. Khái niệm này được gọi là thấu kính hấp dẫn, và những tính toán kỹ hơn đã chỉ ra rằng vật thể duy nhất trong hệ mặt trời có thể bẻ cong ánh sáng của các ngôi sao đến mức đo đạt được chính là mặt trời. Thời điểm duy nhất mà các nhà thiên văn học có thể thấy những ngôi sao ở gần mặt trời là trong lúc xảy ra nhật thực toàn phần, khi ánh sáng chói lọi bị mặt trăng chặn lại. Năm 1919, Arthur Eddington chủ trì một buổi quan sát trên đảo Princip thuộc châu Phi trên biển Đại Tây Dương để thực hiện những đo đạc cần thiết trong quá trình diễn ra sự kiện nhật thực sắp tới. Mặc dù buổi sáng trời nhiều mây, nhưng nó đã kịp quang đãng trở lại đúng lúc diễn ra nhật thực toàn phần ấn tượng nhất. Khi bóng tối đột ngột bao trùm, Eddington tiến hành chụp ảnh, từ đó đánh dấu vị trí của các ngôi sao trên các tấm hiện ảnh, rồi so sánh với những bức hình được chụp khi mặt trời cách xa những ngôi sao đó. Ông phát hiện ra rằng những ngôi sao này đã dịch chuyển rõ rệt khỏi vị trí đã tính toán, đúng như những gì Einstein đã nói khi ánh sáng bị lực hấp dẫn làm chệch hướng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuyết tương đối rộng đã đúng. Khi tin này được công bố, Einstein vụt biến thành siêu sao. Nhưng thành công chói lọi này cũng gây ra hậu quả đối với vật lý hiện đại. Đã gần một thế kỷ trôi qua, chúng ta vẫn chưa thể áp dụng cách lý giải về lực hấp dẫn theo thuyết tương đối rộng để mô tả những lực tự nhiên khác. Nếu làm được thì chúng ta có lẽ đã tạo lập nên thuyết vạn vật. Nếu bao gồm cả lực hấp dẫn thì sẽ có bốn lực cơ bản trong tự nhiên. Đầu tiên là lực điện từ vốn đã rất quen thuộc, giải thích tất cả các hiện tượng về điện và từ mà chúng ta đã biết và đã được khoa học công nghệ khai thác triệt để từ cuối thế kỷ 19. Hai lực cơ bản khác được vén màn bí ẩn vào đầu thế kỷ 20 khi các nhà vật lý nghiên cứu sâu về hạt nhân nguyên tử. Hai lực hạt nhân khá khó tưởng tượng này là lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Lực hạt nhân mạnh giúp liên kết các proton và neutron trong hạt nhân, và để phá vỡ một hạt nhân hay liên kết hai hạt nhân lại với nhau thì cần phải phá bỏ lực này. Do vậy, chính lực hạt nhân mạnh giúp giải phóng năng lượng khỏi các ngôi sao và bom nguyên tử. Lực hạt nhân yếu điều khiển một số hình thái phân rã phóng xạ. Nếu được coi là một lực, lực hấp dẫn sẽ là lực yếu nhất trong các lực cơ bản. Có thể chứng minh điều này một cách dễ dàng khi quan sát chiếc đinh bị nam châm hút lên, chứng tỏ lực từ do nam châm sinh ra có thể thắng lực hấp dẫn do trái đất tạo thành. Tuy nhiên, trên quy mô lớn nhất thì lực hấp dẫn lại là loại lực tạo tác nên vũ trụ, bởi nó tác động với khoảng cách rất lớn, trong khi các lực khác có khoảng cách tác động rất giới hạn. Hai loại lực hạt nhân bị giới hạn trong khuôn khổ của hạt nhân nguyên tử. Lực điện từ tuy có khoảng cách tác động xa hơn, nhưng có xu hướng bị triệt tiêu nếu có khoảng cách lớn, vì nó có cả điện tích dương và điện tích âm, làm tăng lực đẩy giữa các điện tích cùng dấu, cũng như lực hút giữa các điện tích trái dấu. Các nhà vật lý có thể giải thích các trường lực liên quan đến lực điện từ và hai loại lực hạt nhân là sự trao đổi các hạt siêu nhỏ có thời gian tồn tại cực ngắn, gọi là các hạt ảo. Mặt khác, lực hấp dẫn chỉ có thể được giải thích là do sự uốn cong của không gian trên quy mô lớn. Nhiều nhà vật lý vẫn hoài nghi cũng như hy vọng về tính đối xứng và hoàn chỉnh trong lý thuyết của mình, rằng lực hấp dẫn cuối cùng sẽ được thừa nhận thực sự là trường lực thứ tư, mà trong đó có sự trao đổi các hạt ảo siêu nhỏ là Gravitons. Nếu chứng minh được điều này, không gian bị uốn cong trong học thuyết của Einstein sẽ trở thành phép ẩn dụ khoa học, giúp ích cho việc hình dung về lực hấp dẫn trước khi tìm ra câu trả lời thật sự. Ứng cử viên nặng ký có thể hợp nhất lực hấp dẫn với các lực tự nhiên khác là lý thuyết dây. Lý thuyết này thay các hạt hạo nguyên tử bằng những sợi dây rung động siêu nhỏ và dùng chúng để cấu trúc nên tất cả các hạt trong tự nhiên, kể cả Graviton.
lý thuyết dây mở rộng ý tưởng của Einstein về những chiều khác bằng cách cho những sợi dây rung qua những chiều không thời gian cao hơn. Chúng ta chỉ thấy những sợi dây như những hạt chấm nhỏ bởi không nhận biết được các chiều khác. Tuy vậy, dù tự tin vào lý thuyết dây đến đâu thì hẳn còn rất lâu nữa các nhà khoa học mới có thể chứng minh được. Các phép toán rối rắm đến mức các chuyên gia vẫn đang vật lộn kết nối ý tưởng với những hiện tượng quan sát được bằng các thử nghiệm và kiểm chứng. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm cách thức để gắn kết lực hấp dẫn với các loại lực tự nhiên khác vẫn nan giải như từ trước đến nay. Sự khác biệt quy mô giữa các hạt ảo siêu nhỏ và những vùng cong không thời gian đang tỏ ra quá lớn. Cần có một đầu mối mới nào đó để thu hẹp khoảng cách này, và trong khi chờ đợi nó, các nhà vật lý và thiên văn học đang tìm kiếm bất kỳ sự khác biệt nào giữa những gì thuyết tương đối rộng dự đoán và những gì thực sự quan sát được. Những khác biệt như vậy sẽ khá giống với việc sao thủy chuyển động sai lệch so với dự đoán của Newton. Chúng sẽ là chỉ dẫn để những hiểu biết mới về lực hấp dẫn có thể phù hợp với hiểu biết của chúng ta về các lực khác. Vấn đề là vẫn chưa ai tìm thấy sự khác biệt nào. Einstein đã nghĩ rằng lý thuyết của mình có thể sẽ sai trong những trường hấp dẫn cực mạnh. Vào thập niên 1950, người ta phát hiện thấy một lớp thiên thể tạo ra trường hấp dẫn cực mạnh như vậy. Thời kỳ đó đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của radio cùng kính viễn vọng. Và Jocelyn Bell, một sinh viên đại học Cambridge, đã phát hiện ra một tín hiệu rung vô tuyến có nguồn gốc rõ ràng từ không gian bởi nó xuất hiện chính xác tại cùng một vị trí trên bầu trời mỗi tối. Tín hiệu đó bật rồi tắt, đều đặn như đồng hồ. Cô đặt tên nó là nguồn LGM1, viết tắt kiểu nửa đùa nửa thật của Little Green Man. Tuy nhiên không lâu sau, các nhà vật lý lý thuyết đã chứng minh rằng đó rất có thể là tàn tích siêu đặc đang quay của một ngôi sao đã nổ tung. Một ngôi sao neutron như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn ngôi sao lùn trắng anh em của nó. Trong khi những sao lùn trắng có kích thước tương đương trái đất và có khối lượng gần bằng mặt trời, một sao neutron chỉ có kích cỡ như một thiên thạch nhỏ, đường kính khoảng từ 10 đến 20 km và nặng gấp vài lần mặt trời. Toàn bộ ngôi sao neutron nén chặt vật chất như trong hạt nhân nguyên tử, nên nó có khối lượng riêng lớn khủng khiếp và trường hấp dẫn vô cùng mạnh. Các nhà thiên văn học nghiên cứu vô tuyến thường gọi chúng là các sao xung, vì khi một sao neutron quay, nó có thể phát ra những chùm sóng vô tuyến cực mạnh, quét khắp vũ trụ và giống luồng sáng từ ngọn hải đăng. Tín hiệu vô tuyến xuất hiện bật tắt liên tục khi quét qua trái đất. Năm 2003, đã có một khám phá quan trọng, đó là sao xung đôi, tức là hai sao xung quay quanh nhau. Cặp đôi này rất đáng chú ý bởi chúng chỉ cách nhau 800.000 km, gần hơn khoảng cách giữa sao thủy và mặt trời tới 90 lần. Và quay hết một vòng quanh nhau chỉ mất 2,4 giờ. Einstein dự đoán rằng, trong trường hấp dẫn mạnh như vậy, các vật thể chuyển động theo quỹ đạo sẽ mất năng lượng, và năng lượng này sẽ tỏa ra môi trường không thời gian liên tục dưới dạng sóng hấp dẫn, gần giống như gợn sóng trên mặt hồ. Bằng cách đo thời gian co lại của quỹ đạo các ngôi sao quay quanh nhau, các nhà thiên văn học đã tính toán năng lượng mà sao xung đôi đang mất đi. Họ phát hiện ra giá trị, đó chính là giá trị theo lý thuyết của Einstein. Chí ít thì cũng chính xác tới mức mà kính viễn vọng có thể đo đạc. Các sao xung đang di chuyển gần nhau thêm 7mm mỗi ngày, tương ứng với khoảng cách càng lúc càng gần là năng lượng chúng mất đi càng lúc càng tăng. Cuối cùng, trong khoảng 85 triệu năm, hai sao xung sẽ va vào nhau, tạo nên trận đại hồng thủy vũ trụ tắm phần lớn ngân hà trong tia gamma. Việc thuyết tương đối rộng dự đoán chính xác nguồn năng lượng hao hụt của sao xung lại là một tin tuyệt vời nữa cho lý thuyết của Einstein, nhưng lại không mấy tốt đẹp với các nhà vật lý đang hy vọng tìm kiếm manh mối mới về bản chất của lực hấp dẫn và cách kết nối nó với những lực khác trong tự nhiên. Phần lớn những